Minh Đường Tử Vi mến chào các quý anh tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Chúc các quý anh, bước sang năm quý mão 2023, được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi của mình, trong năm 2023, chi tiết về các phương diện như, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn, và tử vi từng tháng trong năm 2023. Mong rằng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho quý anh có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình, mời các quý anh cùng theo dõi. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý anh tuổi Nhâm Tuất là 42 tuổi âm lịch, 41 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, Nhâm gặp Quý, bình hòa. Sự nghiệp có bước thăng tiến mới, khẳng định vị thế của bản thân mình trong tập thể, có những bước tiến vững vàng trong công việc làm ăn xét về địa chi tuất gặp mão nhị hợp năm này dự báo cho quý anh tuổi nhâm tuất về công việc làm ăn có sự mở mang cũng như ra ngoài gặp được quý nhân giúp đỡ sẽ đạt được ý muốn tiền bạc thu chi cân đối khá dư giả nếu biết tích lũy sớm xét về ngũ hành đương số tuổi nhâm tuất là mệnh đại hải thùy gặp năm quý mão là kim bạch kim tương sinh rất tốt vận khí cắt lành năm này quý anh nên liên kết vốn làm ăn hay hùn hạp kinh doanh sẽ thu về nhiều thắng lợi sức khỏe cũng khá ổn định tiền bạc cũng không cần phải lo lắng nhiều càng về cuối năm càng gặt hái được nhiều tài lộc những biến chuyển của thiên can địa chi và ngũ hành có thể thấy trong năm quý mão này đối với quý anh tuổi nhâm tuất có vận trình tương đối khả quan về nhiều mặt có được bước tiến vững vàng trên đường công danh sự nghiệp tuy có thể vẫn gặp chút trở ngại nhất định do hạn thiên la và sao vân hớn chiếu mệnh nhưng nhìn chung có cố gắng chăm chỉ ắt sẽ thu về thành quả như mong đợi tiền bạc thu vào đều đặn cần cân đối thu chi để duy trì tài khí và đừng quên tích lũy cho tương lai năm quý mão 2023, quý anh tuổi nhâm tuất sinh năm 1982, gặp sao vân hớn chiếu mệnh. Sao vân hớn tinh chiếu mệnh, chủ về bệnh tật, nam nhân quan trường bất lợi. Quý anh trở nên bảo thủ và không ưa đổi mới, dễ bị xa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng, nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Năm quý mão 2023, quý anh tuổi nhâm tuất sinh năm 1982, gặp hạn thiên la. Hạn Thiên La, chủ về sức khỏe, làm cho tâm lý của quý anh thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn giàu. Sau đó gặp những căn bệnh kỳ quái, dù điều trị nhưng không khỏi. Vận niên năm 2023, của tuổi nhâm tuất sinh năm 1982, Nam Mạng có vận niên hầu thực quả. Hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây là năm rất tốt. Gặp vận niên, ý nghĩa là quý anh tuổi nhâm tuất sẽ có được một năm no đủ, làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều mua bán đắt hàng, làm ruộng thì bội thu là năm vận đỏ. Tổng quan tử vi năm 2023, cho quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Bước sang năm quý mão 2023, nhìn chung thì vận trình tổng thể của quý anh tuổi nhâm tuất vẫn tốt, đặc biệt trong sự nghiệp có thể phát triển theo kế hoạch của bản thân, sự nghiệp phát đạt, xuân sẻ. Năm nay, cung mệnh của quý anh có cơ hội thành công và đạt được danh vọng, đồng thời được của cải, tài lộc. Quý anh nhâm tuất có trí tuệ, cảm xúc cao, vẫn sẽ chinh phục được người khác bằng sự quyến rũ của riêng mình. Quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, bước sang năm quý mão 2023, là 42 tuổi âm lịch. Đang ở giai đoạn 3 của vận trình đời người, tứ thập nhi bất hoặc. Từ 40 tuổi trở đi không còn mê hoặc đến tuổi này thì đã chín chắn, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ, bất hoặc. Từ 40 tuổi trở đi, là độ tuổi dùng điều bất biến để ứng vạn biến, là độ tuổi có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian, cũng là độ tuổi trưởng thành. Bất hoặc tức là tỉnh táo, là minh bạch về bản thân, về người khác và về thế giới, trong tâm cần có một sức mạnh điểm nhiên khi ứng phó với thế giới bên ngoài. Hiểu thấu bản thân mình. Chính là khiến nội tâm mình dần dần trở nên lớn mạnh trong quá trình tôi luyện, biến những thứ bên ngoài trở thành năng lượng bên trong. Người từ 40 tuổi trở đi là người có độ tuổi thực tế nhất, không nên phạm quá nhiều sai lầm và đi đường vòng hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Đặc điểm lớn nhất của người từ 40 tuổi trở đi là hiểu rõ trách nhiệm của bản thân mình. Họ phải gánh vác trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình, hiếu thuận với cha mẹ, và chịu trách nhiệm dưỡng dục con cái. Từ 40 tuổi trở đi là thời kỳ huy hoàng trong đời người, cũng là thời kỳ có cống hiến lớn nhất cho gia đình và xã hội. Xét về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý anh tuổi Nhâm Tuất có vận trình công danh, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Thành công trong sự nghiệp của quý anh phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng của chính bản thân. Quý anh tuổi Nhâm Tuất gặp được năm Mão tất nhị hợp trợ mệnh, quý anh có vận quý nhân giúp sức. Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, rất dễ khẳng định năng lực được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay nên chủ động nắm bắt nếu muốn tạo nên bước đột phá thành công trong sự nghiệp thì quý anh phải làm việc chăm chỉ hơn nữa quý anh tuổi nhâm tuất luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao thái độ nghiêm túc khi làm việc dù có khó khăn gian khổ cũng không bao giờ bỏ cuộc mà sẽ quyết chí hoàn thành mục tiêu tuy nhiên quý anh trong năm này đôi khi cũng tỏ ra bảo thủ ít khi tiếp thu ý kiến của người khác quý anh cũng cần giữ thái độ cầu thị hòa nhã nơi công sở nên kiềm chế tính cách nóng này để tránh gây ra tranh cãi mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp do tác động của hung tinh sao vân hớn gây ra khi có bất đồng ý kiến xảy ra, tốt nhất quý anh nên giải quyết mọi việc bằng phương pháp hòa bình, không gây tổn thương đến hòa khí. Nếu học được cách kiềm chế được bản tính nóng này, chân thành lắng nghe góp ý của mọi người, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, nhanh chóng hơn. Với các tinh thanh long và thiên phúc trợ mệnh, người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Dù là phát triển trên nền tảng cũ, hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao có điều, trong năm vẫn có điểm hiểm khích thị phi do tác động của hung tinh thương quan gây ra. Do vậy, quý anh tuổi nhâm tuất nên thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc. Ngoài ra, các hoạt động thể thao, du lịch có thể mang đến cho quý anh nhiều năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng sáng tạo để thúc đẩy vận trình sự nghiệp của mình tốt hơn. Xét về phương diện tài lộc của quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, đối với quý anh tuổi nhâm tuất về vận trình tài lộc tương đối khả quan. Mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Năm này, ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, quý anh tuổi nhâm tuất cũng có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vân vân. Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước người làm kinh doanh, buôn bán, cũng có một năm buôn bán suôn sẻ. Khả năng tính toán của quý anh nếu được tận dụng tối đa, sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Quý anh có được một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có quý nhân giúp đỡ, mua may bán đắt nên không cần phải lo lắng nhiều. Sự chăm sóc của thần tài mang đến cho quý anh tuổi nhâm tuất có được những cách kiếm tiền rất tốt, thu chi cân đối, giúp cho quý anh tích lũy được về tiền bạc, của cải, khá ưng ý. Tuy nhiên, quý anh tuổi nhâm tuất trong năm này, cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không nắm rõ. Nếu không có thể bị thua lỗ do sai lầm. Xét về phương diện tình cảm của quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, vận trình tình cảm của quý anh tuổi nhâm tuất, có thể gặp chút trở ngại, các cặp vợ chồng nên chú ý hơn đến những chuyển biến trong mối quan hệ tình cảm gia đình khó tránh mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống nhưng đều không quá nghiêm trọng nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn yêu thương nhau chia sẻ và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn mọi chuyện sẽ êm ấm sự chung thủy trong tình yêu rất quan trọng nên đôi khi thể hiện thái độ ghen tuông vô lý sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình quý anh cần phải trưởng thành hơn phải tỉnh táo cố gắng thấu hiểu tin tưởng đối phương thì mới tránh được hiểu lầm không đáng có Bên cạnh đó, dù có bận rộn với công việc thì quý anh vẫn nên dành thời gian tâm sự với những người thân trong gia đình. Nhờ đó, bầu không khí trong nhà sẽ càng thêm đầm ấm, hòa thuận. Đối với những quý anh đang còn độc thân, do đã đạt được những thành tựu nhất định luôn có nhiều người khác giới vây quanh, điều này sẽ giúp cho quý anh làm quen được với nhiều người khác giới, có thể tìm được người ưng ý, tuy nhiên có nên duyên hay không còn phụ thuộc vào cả hai người. Trong năm có hỷ tín, thêm con thêm cháu hoặc tin vui từ xa đưa tới. Sinh con năm 2023 là điểm cắt lợi. Xét về phương diện sức khỏe của quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, trong năm quý mão 2023. Theo tử vi cho thấy, quý anh tuổi nhâm tuất trong năm quý mão 2023, bản thân ít gặp phải những rắc rối như bệnh tật. Nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra cảm lạnh, viêm nhiễm do khả năng miễn dịch kém, nhưng sẽ sớm được giải quyết. Sự tác động tích cực của ngũ hành mão tuất nhị hợp giúp cho quý anh tuổi nhâm tuất đón nhận nhiều năng lượng tích cực. Quý anh nên chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần, tránh tức giận quá mức luôn giữ cho tâm hồn bình thản an nhiên sẽ giúp cho quý anh có thể đưa ra những quyết định sáng suốt năng lượng tích cực cũng sẽ giúp cho quý anh có được sự năng động tinh thần rất sung mãn sức sống dồi dào sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc trong năm năm này dù sức khỏe của quý anh tuổi nhâm tất trong năm tương đối lạc quan nhưng cũng cần phải đặc biệt chú ý không nên chủ quan khinh suất sự tác động của hạn thiên la cũng có thể làm cho quý anh mắc các căn bệnh kỳ quái khó chữa vì vậy quý anh cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống khoa học hợp lý, kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá có hại cho sức khỏe. Đặc biệt thầy gia cát khuyên quý anh tuổi nhâm tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy gia cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Ngày giờ xuất hành tuổi sông đất tốt cho quý anh tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 trong năm quý Mão 2023. Số của quý anh tuổi nhâm tuất xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi nhâm tuất. Giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi nhâm tuất. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi nhâm tuất. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi nhâm tuất. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi nhâm tuất sinh năm 1982, nam mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi nhâm tuất. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý anh nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang, hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi nhâm tuất 1982, nam mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi giáp ngọ, sinh năm 1954. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, tuổi nhâm tất là, đại hải thùy, gặp mệnh của tuổi giáp ngọ là, sa trung kim, tương sinh, rất tốt. Thiên can, nhâm gặp giáp, bình hòa, tốt. Địa chi, tuất gặp năm ngọ, tam hợp, rất tốt. Cung thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi nhâm tuất nam mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi canh tuất sinh năm 1970, để sông đất. Quý anh tuổi nhâm tuất sinh năm 1982, trong năm quý mão 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, quý anh sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, quý anh tuổi nhâm tuất sinh năm 1982, là 42 tuổi âm lịch, phạm hoang ốc, lục hoang ốc. Năm này quý anh không nên xây nhà, sửa nhà. Vì xây nhà trong năm này sẽ khiến con đường công danh sự nghiệp khó thành, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Tuổi kim lâu năm 2023, quý anh tuổi nhâm tuất, không phạm kim lâu. Thái tuế năm 2023, quý anh tuổi nhâm tuất, không phạm hạn thái tuế. Trong năm Quý Mão 2023, quý anh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 cần đặc biệt chú ý tới hạn Thiên La và sao Vân Hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Thiên La đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất trong năm Quý Mão 2023. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Người nào gặp phải Thiên La cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhìn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng không may chuyện nhỏ xé ra to lục đục ly hôn khó hàn gắn sau đó cần bình tâm dưỡng tính tâm trạng hay bất an lo lắng buồn giàu tình cảm thiên la được xem là lưới trời gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục ghen tuông vô cớ lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách gia đình ly tán Tâm lý, khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn giấu Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn thiên la, đối với quý anh tuổi nhâm tuất 1982, trong năm quý mão 2023 hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe tình cảm và tâm lý để hóa giải niên hạn này các quý anh tuổi nhâm tuất cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn thứ nhất sức khỏe khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức những căn bệnh kỳ quái mặc dù điều trị tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi lập chế độ ăn uống hợp lý sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu bia thuốc lá thứ hai tình cảm các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói tránh vướng vào thị phi tai tiếng nhất là tình cảm vợ chồng hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau quan tâm và chăm sóc nhau thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống đừng ghen tuông vô cớ lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to gia đạo bất hòa chia ly xa cách con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ Thứ ba tâm lý, để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý anh tuổi nhâm tuất trong năm 2023 bị sao vân hớn chiếu mệnh. Sự tác động của sao Vân Hớn đối với quý anh tuổi nhâm tuất trong năm 2023. Sao Vân Hớn, hay Vân Hán, là hung tinh thuộc cửu diệu của niên hạn. Sao này gây ảnh hưởng xấu cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Bản mệnh gặp Vân Hớn tinh chiếu mệnh trở nên thủ cựu, bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì vậy mà dễ bị xa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng, nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã làm ăn buôn bán đều ở mức trung bình, cần cố gắng nhiều hơn mới đạt được thành tựu. Gia đình bất an, đề phòng thương tật đau ốm. Nam gặp tai tinh, bất lợi. Tuy vậy, sao vân hớn vẫn tương đối lành, không gây hại quá nhiều đến công việc, sức khỏe của bản mệnh. Hơn nữa, chỉ cần biết cách đề phòng, hóa giải, tất sẽ tránh được tai ương, mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Vân Hớn là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Vân Hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao Vân Hớn đăng viên hàng tháng rơi vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch và mệnh chủ nên hướng về phía chính nam để làm lễ giải hạn sao. Vận trình từng tháng âm lịch của quý anh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm Quý Mão 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Quý anh tuổi nhâm tuất bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, quý anh được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của Tết Nguyên Đán, quý anh có được sự nhiệt huyết và gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quà Tết từ người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên. Đây là tháng giáp dần, có ngủ hành tam hợp dần, ngọ tuất trợ mệnh, giúp cho quý anh có vận trình công việc được hanh thông, mưu cầu về công danh sự nghiệp dễ thành tiền bạc có nhiều cát lợi bất kể đối với quý anh tuổi nhâm tuất làm gì trong cuộc sống đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê nên mọi việc thường dễ dàng hơn mặt tình cảm cũng rất lý tưởng hầu hết những người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu cho mình trong dịp tết này vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi thêm tình đồng ý thắm cả hai gắn bó khăng khít hơn trong tháng này các cặp vợ chồng cần lưu ý một chút không nên hành sự phóng túng tổn hao tinh lực mùa xuân dương khí vượng nhu cầu tình dục tăng cao nếu không có sự tiết chế nhất định, rất dễ bị mệt mỏi, uể oải, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Bước sang tháng 2 âm lịch, đối với quý anh tuổi nhâm tuất về phương diện tài lộc và sự nghiệp cũng khá khả quan, hầu hết tình trạng công việc của quý anh vẫn được ổn định. Quý anh đang có được sự thúc đẩy bởi các cát tinh, thanh long và thiên phúc, nhiều người có cơ may, chúng số, chúng thường nhận được những phần quà ý nghĩa trong tháng này. Nhưng vận trình tình cảm của quý anh lại có sự xa sút, do bị ảnh hưởng bởi hung tinh Hàm Trì, Hoa Cái, một số người xa vợ lâu ngày hay phải công tác xa có thể vấp phải nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm, có thể vướng phải tình cảm ngoài luồng. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Xem tử vi cho thấy tháng này là tháng thìn, tháng xung với tuổi của quý anh Nhâm Tuất cho nên về phương diện sức khỏe không tốt, cơ thể dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng đồng thời sự ảnh hưởng của hung tinh bệnh phù cũng có thể gây hại cho sức khỏe tháng này quý anh cũng nên chú ý đến lời ăn tiếng nói tránh dây hiềm khích mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp thậm chí là cả cấp trên gây cản trở con đường sự nghiệp của mình một số người đang kinh doanh buôn bán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể bị sa sút trong vận may của mình quý anh nên có những đối sách đối với tình hình hiện tại để làm giảm nguy cơ thất thoát về tài lộc về phương diện tình cảm Quý anh tuổi nhâm tuất, hãy cố gắng giữ mình, đừng để rơi vào lưới tình tay ba, hoặc chuyện tình cảm đơn phương trong tháng này. Đặc biệt là khi kết bạn với người khác giới, hãy luôn tỉnh táo, cảnh giác và đừng quá cả tin kẻo lại bị lừa gạt. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 4 âm lịch, quý anh tuổi nhâm tuất sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, nhiều quy định và luật lệ mới xuất hiện ràng buộc. Tháng này đang gặp hung tinh quấy dày, tài lộc dễ hao, trạng thái tinh thần không tốt quý anh sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc quý anh nên tập trung vào công việc chính thì tốt hơn chỉ cần dựa vào thực lực và sự thông minh của mình thì sẽ đem về những lợi ích chính đáng và gặt hái thành quả quý anh không nên tập trung vào các nghề tay trái những kiểu đầu tư tiền bạc mạo hiểm điều này rất dễ dẫn đến hao tán về tiền bạc không chừng sẽ mất trắng tay lại đeo nợ vào mình ngoài ra quý anh trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn cảnh giác tốt hơn trong mọi việc thì sẽ có được một tháng trôi qua bình ổn Vận trình tháng 5 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Bước sang tháng 5 âm lịch, quý anh tuổi Nhâm Tuất đang gặp được ngũ hành Tam hợp dần ngọ Tuất trợ mệnh, giúp cho quý anh gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối vận trình công danh sự nghiệp được thuận lợi. Trong tháng này, quý anh cũng có những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ có các cát tinh Thanh Long và Thiên Phúc trợ mệnh, quý anh cũng nên tranh thủ mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người để thúc đẩy con đường quan lộc và sự nghiệp được tăng tiến nhanh hơn việc kinh doanh, buôn bán diễn ra thuận lợi, giúp cho quý anh thu được không ít lợi nhuận. Trong tháng có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, quý anh nên tỉnh táo và sáng suốt để nắm bắt, giúp gia tăng tài vận của mình. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Trái với vận trình tháng 5 âm lịch, thì bước sang tháng 6 âm lịch, quý anh lại có vận trình tương đối ị ạch, nhân duyên kém sắc, nhiều cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái, hay là mâu thuẫn trong gia đình trong tháng có ngũ quỷ và quan phù xâm phạm một số người có tính tình nóng này hơn hẳn sẽ không tránh khỏi cãi vã hay xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vụn vặt thậm chí trong tháng một số người sẽ gặp phải tiểu nhân rồi tự mình gây ra tai họa vì vậy các quý anh tuổi nhâm tuất nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng nóng này của mình chớ nên kiêu ngạo nếu không sẽ dễ rước họa vào thân công việc gặp trở ngại cho nên tài lộc cũng dậm chân tại chỗ Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 7 âm lịch, quý anh tuổi nhâm tuất, có một tháng tương đối bình ổn, tuy không có sự đột biến về tài lộc, nhưng nhờ sự chăm chỉ, óc sáng tạo giúp cho công việc của quý anh có được sự trôi chảy, từ đó tài lộc cũng có dấu hiệu khởi sắc trở lại, tình cảm, sức khỏe đều khá suôn sẻ, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh tháng này quý anh gặp được các tinh thanh long, tuy tài lộc ổn định, nhưng sự phát triển có phần hơi chậm, nếu quý anh muốn tiến bộ, thì cần phải chủ động làm việc và chăm chỉ hơn. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi nhâm tuất, trong tháng này có dấu hiệu khởi sắc, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Tuy nhiên trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Bản thân quý anh tuổi nhâm tuất cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình. Việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo hơn. Ngoài ra với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn thiên đức, cơ hội việc làm cho quý anh sẽ được nâng cao, chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Tháng này đối với những người kinh doanh, buôn bán sẽ có một tháng bận rộn, quý anh cũng nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc, có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế, gia tăng tài lộc cho mình hơn nữa vận trình tháng 9 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Quý anh tuổi nhâm tuất trong tháng 9 âm lịch này đang gặp thái tuế án ngữ, cho nên về phương diện sức khỏe cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân, hạn chế rượu bia, các chất kích thích, để tránh xảy ra thương tích, tai nạn bất ngờ khi làm việc, hoặc tham gia giao thông. Gặp hạn thiên la quấy phái, nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ trệch hướng bản thân quý anh nhâm tuất đang bị nhiều yếu tố ngoại lực quấy nhiễu. Về tình cảm, đặc biệt là trong gia đình, quý anh dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Quý anh tuổi nhâm tuất, trong tháng này có nhiều cải thiện về vận trình của mình. Phương diện sự nghiệp sẽ gặp nhiều cơ hội tốt, mặc dù quý anh cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh nhiều áp lực nhưng sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn quý anh tuổi nhâm tuất cũng cần phát huy tài năng của chính mình để cấp trên nhìn nhận sự nghiệp có điểm thăng tiến tình cảm của mình với sự phù hộ của các cát tinh thiên hỷ thiên phúc một số người độc thân sẽ có được sự cuốn hút mạnh mẽ đối với những người khác phái quý anh sẽ được tỏa sáng và có nhiều cơ hội để làm quen với những người khác giới cơ hội thoát cảnh độc thân cũng khá cao Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình công việc của anh tuổi Nhâm Tuất tương đối bận rộn, phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn, quý anh cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Tháng này may mắn quý anh tuổi Nhâm Tuất lại được thiên phúc trợ mệnh bảo trợ cho nên vận trình khá ổn định về cơ bản sẽ không gặp vấn đề gì lớn xảy ra. Công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, việc kinh doanh buôn bán cũng gặp được nhiều may mắn, các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan, tài lộc dũng dĩnh trong tay. Về sức khỏe cơ bản ổn định, quý anh cần chú ý là đi lại cẩn thận, tránh gặp tai nạn không đáng có. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982 tháng cuối cùng của năm quý mão dù quý anh tuổi nhâm tuất gặp không ít áp lực từ công việc nhưng vận trình vẫn có những thay đổi tích cực quý anh ít bị ảnh hưởng bởi các hung tinh nhưng lại vẫn có được các tinh trợ mệnh vận trình có nhiều thay đổi tích cực người làm công việc kinh doanh buôn bán có một tháng bận rộn tất bật nhưng bù lại sẽ thu được tài lộc khả quan xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra các hạng mục đầu tư từ trước đó cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận tháng này quý anh tuổi nhâm tuất cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được thành quả xứng đáng sau một năm làm việc Thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, các khoản tiền lương, tiền thưởng, trong tháng này cũng tăng lên. Ngoài ra, đây là tháng cuối cùng của năm, có nhiều khoản phát sinh cần phải chi tiêu trong dịp Tết, quý anh cũng nên lập kế hoạch trong việc chi tiêu của gia đình để tránh bị tổn hao về tài lộc không đáng có. Tháng này là tháng ất sửu, tháng sung của tuổi buồn mạng, cho nên quý anh tuổi nhâm tuất cần phải chú trọng hơn đến vấn đề sức khỏe, an toàn cho bản thân, đặc biệt khi làm các công việc nguy hiểm, hay tham gia giao thông. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của quý anh tuổi Tuất, sinh năm 1982. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý anh an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các quý anh được bình an, may mắn, hạnh phúc và bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.